tục bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trên hành trình hoạt động thiện nguyện của mình, mới đây ông Đoàn Ngọc Hải cho biết ông muốn bán một chiếc xe cổ với 4 chiếc áo đấu giá có chữ ký của tuyển thủ bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ để thực hiện dự định mua đất xây nhà cho bệnh nhân nghèo. Vâng, và dự kiến lần này, hành trình làm việc thiện của ông sẽ không đơn độc, còn có sự góp sức của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Nguyễn Lân Hiếu. Theo đó, chiếc xe ô tô mà ông Đoàn Ngọc Hải sở hữu có giấy tờ và đăng kiểm là chiếc Daihatsu 1000 của Nhật, nhập về Sài Gòn vào năm 1964. Chiếc xe cổ này đang hoạt động bình thường và thỉnh thoảng vẫn được ông Hải sử dụng trong việc đi lại khi cần. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải cũng muốn bán 4 chiếc áo thi đấu có chữ ký của tuyển thủ bóng đá Việt Nam. Ông Hải cho biết, lần này hành trình hoạt động thiện nguyện của ông còn có sự đồng hành của Nguyễn Lân Hiếu. Ông Hải không bán xe riêng hay bán riêng từng chiếc áo đấu mà muốn bán chung là kèm xe và áo thi đấu với giá khoảng 4 tỷ đồng. Người mua xe sẽ được tặng thẻ công chức của ông khi còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó ông sẽ mời người mua ăn tối tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Người mua sẽ còn được ông Nguyễn Lân Hiếu tham vấn về sức khỏe. Ông Hải cũng đưa ra lý do muốn xây nhà cho bệnh nhân ở thành phố Huế là do khi chạy xe cứu thương ra bệnh viện Trung ương Huế chở bệnh nhân nghèo về Quảng Nam, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung, Tây Nguyên khi về Huế chữa bệnh, nên ông đã suy nghĩ làm thêm một ngôi nhà để ai có nhu cầu thì được vào ở miễn phí. Và mặc dù có nhiều doanh nhân tự nguyện hỗ trợ cho ông Đoàn Ngọc Hải về kinh phí cho việc làm từ thiện, tuy nhiên ông Hải cảm ơn và xin không nhận tiền hỗ trợ không như vậy, mà ai đồng cảm sẽ mua xe và áo đấu thì sẽ lấy tiền đó để mua đất xây nhà cho bệnh nhân ở. Và theo kế hoạch của ông Đoàn Ngọc Hải, sau khi có tiền mua đất làm nhà ở Huế cho bệnh nhân nghèo ở thì ông sẽ làm một ngôi nhà tương tự ở khu vực gần Bệnh viện Ca ở Hà Nội. Vâng, và trước đó thì ông Hải cũng đã bán một chiếc đồng hồ và một chiếc điện thoại với giá 2 tỷ. Một doanh nhân ở Cẩm Phả, Quảng Ninh đã mua để chung tay làm từ thiện. 2 tỷ đó ông Hải đã mua một mảnh đất 80 m² ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và xây một ngôi nhà 4 tầng cho phụ nữ nghèo vô gia cư ở khi cần, và dự kiến cuối năm nay sẽ xong.